Con này là được sản xuất bởi công ty dược phẩm Samsung Bio, hàng nhập khẩu chính ngạch nha các chị yêu nha, có hóa đơn đỏ, có công bố đầy đủ nha các chị nhá. Nó có thêm hai cái chứng nhận ISO này, ISO 9001 và ISO 14001, có mua bảo hiểm của Samsung và có chứng nhận HACCP, ngoài ra còn liên kết với ngân hàng nông nghiệp, là ngân hàng nông nghiệp của Hàn Quốc. Con này nó có chứa thành phần sâm như sau ạ, 10,5% là hồng sâm và 60% là đông trùng cùng với lại các loại thảo mộc khác, uống cực kỳ ngon. Một hộp này của nhà em là có 30 gói nhá các chị nhá. Và một gói này 70ml, không phải là 50ml như bình thường nhá, mà một gói của nhà em là 70ml luôn ạ. 30 gói, uống cho em 30 ngày, mỗi ngày uống một gói. Hồng sâm ấy thì nó rất là tốt cho những cái người nào mà làm việc văn phòng căng thẳng, không phải là người già, những người như chị em mình là làm việc với máy tính nhiều, làm hoặc là đầu óc kiểu hay phải suy nghĩ căng thẳng ấy. Các chị dùng hồng sâm rất là tốt nhá. Tốt cho những cái người nào mà kiểu có các vấn đề về cơ quan nội tạng này, tốt cho những ai mà kiểu như bị mỡ máu cao, cholesterol trong máu cao, bị tiểu đường dùng được. Còn đông trùng ấy thì nó giúp làm sao khôi phục lại chức năng, cả nam và nữ đều dùng đông trùng rất là tốt. Ngoài ra là nó kéo dài tuổi thanh xuân và làm chậm lại cái quá trình tiến đến giai đoạn là tiền mãn kinh.